các ông bạn chị em um, giải bóng đá thế giới the World Cup đang diễn ra ở Qatar ngày hôm nay thì không có trận nào hết cho nên có lẽ nhiều người không bị chia trí tại đây do vậy còn một số trận nữa vẫn chưa xong có một điều là thế này trong vài tuần qua Tôi, tôi nghe người ta bàn bạc về việc này đó là còn 4 năm nữa thì giải bóng đá thế giới sẽ được tổ chức tại nước Mỹ và một số các trận ở tại Dallas. Quý vị nghe được đó không? Và có nhiều người có trách nhiệm một nhiều người bảo là bắt đầu đã bàn tính tới việc này rồi đã chuẩn bị việc này từ uh, uh, vài tháng, vài năm trước rồi. Vì sao còn 4 năm nữa mới tổ chức tại đây mà phải lo bắt đầu từ hôm nay làm gì sớm quá vậy? Có bao giờ quý vị nghĩ vậy không? Khi mà hỏi như vậy, mà nếu hợp hỏi những người tổ chức đó, họ sẽ cười chúng ta và bảo rằng phải chuẩn bị mọi việc phải có kế hoạch. Tất cả chúng ta đều biết như thế này rằng cuộc sống cá nhân của chúng ta, cuộc sống gia đình của chúng ta, cuộc sống ở hội thánh của Chúa, và ở trong một đất nước phải có kế hoạch và tất cả những điều đó đi nhìn về phía trước chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm 2022 thông thường nhiều tháng nhiều người trong chúng ta có trách nhiệm về hội thánh suy nghĩ làm thế nào chúng ta bước vào năm 2023 vì vậy cho nên không có kế hoạch thì không thể được cho nên kế hoạch nào lớn đó, thì càng thời gian chuẩn bị càng dài và càng kỹ hơn có một kế hoạch rất lớn là kế hoạch của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay, đó là sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bạn, cho em sự giáng sinh của Chúa Giêsu thực sự ra không phải là điều xảy ra ngẫu nhiên, nó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Trải qua nhiều ngàn năm và kế hoạch đó bao gồm từng người trong chúng ta ở trong số đó và Ngài muốn chúng ta sống theo như kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã vạch định, Ngài bao gồm chúng ta và Ngài muốn dạy chúng ta như vậy. Vì vậy, cho nên đây là một chân lý hết sức là tuyệt vời và chúng ta sẽ học biết và tôi mong rằng chúng ta sẽ học để biết điều đó trong lời của Đức Chúa Trời và chúng ta cũng sống theo kế hoạch của Đức Chúa Trời như Ngài dạy chúng ta. Một số điều chúng ta sẽ học với nhau ở trong kinh Galatia đoạn 4 câu 1 đến câu 11 như thế này. Điều đầu tiên chúng ta sẽ học với nhau đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị thất bại. Tất cả chúng ta đều biết nhiều người trong chúng ta đã lập kế hoạch chuẩn bị mọi điều làm hết sức nhưng mà cuối cùng có thì trắc quốc nói như cái cách rất là là bình dân của Việt Nam chẳng có sẽ điều gì xảy ra không có làm được điều đó bởi vì chúng ta không thể nào làm được điều mà chúng ta dự định điều đó cho thấy chúng ta hạn chế những đức chúa trời ngài không bao giờ thất bại trong kế hoạch của ngài trở lại trong Galilee đoạn 4 trong Gala đoạn 4 câu 1 đến câu số 3 nói rằng Phaolô nói về sau khi Phaolô đang dạy cho người Galati về vấn đề luật pháp, về vấn đề đức tin, về vấn đề việc làm. Và bây giờ ở trong trường hợp này, ông nói với những người Galati như thế này, tôi nói với những người kế tự, và tôi nói rằng những người kế tự, giàu là chủ của mọi vật mà đương từ lòng thơ ấu, thì chẳng khác gì cả tôi mọi. Ông nói, nói điều gì? Phá đang nói thế này, một đứa bé nó sinh ra trong một gia đình người giàu, đại gia, nhưng mà nó còn nhỏ, đại gia đã thuê một vú nuôi tới nhà, một người đầy tớ tới chăm nó thì nó là con của ông chủ nhà đó nhưng mà nó phải nghe cái người đầy tới nữa đó là tại vì nó còn quá nhỏ nó chưa hiểu và đó là cái cách mà Phaolô muốn diễn giải ở đây và câu số 2 chấp tên này người đó, đó, đứa bé nó phải ở dưới quyền của kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định tức là đến một cái lúc nào đó lên lúc lúc nó 10 tuổi 12 tuổi 15 18 tuổi gì đó đến cái lúc này người cha mới nói rằng bây giờ thì nó có thể tự quyền nó lo một số việc nó quyết định mà nó không còn phải lệ thuộc người khác nữa nghĩa là Bây giờ ông nói điều đó để làm gì? Ở trong câu số 3 thì rằng chúng ta cũng vậy. Tức là ông đang nói với những người mà lúc bây giờ mà đang tranh luận về việc là người Do Thái lúc bây giờ tranh luận về việc chúng ta có nên giữ luật pháp hay không? Ông nói rằng chúng ta cũng vậy khi còn thơ ấu tức là khi trước đây đó chúng ta không biết nhiều về Chúa, chúng ta phải theo luật pháp, phải theo cái phục theo cái luật lệ thói của thế gian tức là có một thời gian dài những người biết Chúa theo Chúa thì phải đi theo luật pháp. Luật pháp dạy gì thì làm đó và chúng ta, luật pháp bảo sao y làm y như vậy. Bởi vì những người đó pha lô kể như là một đứa bé chưa trưởng thành, chưa biết rõ. Rồi bây giờ sao nữa? Và đây là cái điều tiếp theo mà chúng ta sẽ học. Câu số 4 ông chết như ông viết như thế này. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con ngài bởi một người nữ sanh ra. Khi kỳ hạn đã được tròn, Đức Chúa Trời sai con ngài bởi người nữ sinh ra. Nếu quý vị đọc thấy chữ là chữ kỳ hạn được tròn, tức là điều đó cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch ngài chuẩn bị từng việc từng việc được việc trước việc sau việc trước việc sau và cuối cùng đến cái thời điểm này con Đức Chúa Trời sinh ra. Nói cách khác, Đức Chúa Trời có một kế hoạch và đức kế hoạch đó là sai con ngài, tức là Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời vào trong thế gian. Chúa Giêsu giáng sinh, sự dự, dự việc Chúa Giêsu giáng sinh, Chúa Giêsu ra đời mà chúng ta sẽ kỷ niệm trong vài ngày nữa, thực sự ra đó là cái kế hoạch của Đức Chúa Trời đã dự định cho nhân loại nhiều nhiều ngàn năm về trước cho đến cách đây hai ngàn năm Chúa Giêsu ra đời. Cho nên khi Phaolô nói như thế này rằng, những khi kỳ hạn đã được trọn thì Đức Chúa Trời biết sai con ngài là một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp để chụp những kẻ ở dưới luật pháp. Cho nên một lần nữa chúng ta biết thế này, Việc đó có nghĩa là Đức Chúa Trời có một kế hoạch Kế hoạch của Chúa đó là để cứu nhân loại Thì, vậy thì kế hoạch đó dài dài như thế nào Nó xuất phát như thế nào Dĩ nhiên nó có nó bàn bạc trong kinh thánh Từ đầu cửa ước Từ sáng thế ký Cho đến về sau này Cho đến khi Chúa Giêsu sinh ra Chúng ta sẽ đọc một số câu để thấy điều này Trước hết đó Chúng ta sẽ thấy ở trong sáng thế ký đoạn 3 câu số 15 Đây là cái giai đoạn Đây là cái lúc mà loài người phạm tội Loài người chống lại Đức Chúa Trời khi nghe lời ma quỷ. Và Đức Chúa Trời đã nói với ma quỷ như thế này ở trong sáng thế ký đoạn 3 có số 15 rằng Dòng dõi mày và dòng dõi người nữ. Chú thấy tôi đọc hết cả câu rằng ta sẽ làm cho mày, tức là nói với ma quỷ. Chú nói rằng ma quỷ đó, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ. Tức là bà Eva là cái người mà hái trái cấm để ăn đó. Và dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ, tức là dòng dõi tức là những thế hệ đi sau của người nữ này nghịch thù nhau cả hai có những sự đối chọi và cuối cùng đây là kết quả người sẽ dày đạp đầu mày còn mày sẽ cắn gót chân người nghĩa là Maria eva adam tổ phụ chúng ta đã phạm tội và cái tội lỗi đó khiến chúng ta đi vào trong sự thất bại trong sự chết mất bây giờ làm thế nào sẽ có một người ra từ người nữ để có thể chiến đấu mặc dù người đó sẽ bị 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 cắn gót chân nhưng mà người đó sẽ giày đạp đầu Tức là sẽ chiến thắng ma quỷ Vì vậy cho nên điều đầu tiên chúng ta thấy Kế hoạch Đức Chúa Trời đó là qua người nữ Để có thể có một đấng cứu thế ra đời Nhiều năm sau đó Đức Chúa Trời đã Kêu gọi Abraham ra khỏi u Người không biết Chúa nhưng mà khi ông tin cậy Chúa Thì ông ra khỏi u Và đây là một trong những lời của Đức Chúa Trời hứa với Abraham Rằng ông sẽ được phước Dòng dõi ông sẽ được phước Và điều quan trọng đó là Các chi tộc trên thế gian Tất cả các các dân tộc sống ở trên trái đất này nhờ ngươi mà được phước và lúc bây giờ nếu tôi nghĩ rằng nếu tổ phụ chúng ta mà nghe được câu này ở Việt Nam một tổ phụ chúng ta ở một nơi nào đó nghe nói điều này không đó làm thế nào mà được phước được phước cái gì Abraham ở tặng tốt tùng tục ở bên bên Trung Đông thì Abraham có đụng chạm gì đến đến dân tộc của chúng ta đến người Việt Nam của chúng ta nhưng mà điều đó cho thấy rằng qua Abraham, tất cả các dân tộc và địa phước ngày hôm nay chúng ta được biết Chúa, được tin Chúa là tại vì đã qua Chúa Giêsu hậu từ của Abraham trong gia phả của Abraham, Chúa Giêsu đã ra đời. Cho nên điều đó cho thấy rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời trước hết là ra đấng cứ thế ra từ người nữ, sau đó ra từ một vị tổ phụ của người Israel. Rồi nhiều trăm năm sau, Tôi đi một số câu kinh thánh thôi. Nhiều trăm năm sau đây là lời của Chúa nói với tiên tri Esai 700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Khi mà uh, lời nói thế thế này rằng này chính Chúa sẽ cho một điểm cho các ngươi đó là này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh cho các ngươi một con trai. Nghĩa là người nữ này dòng dõi Abraham này và người mà sinh ra đó là sinh ra một đứa con trai là người đó phải sinh là một gái đồng trinh. Chúng ta biết bà Mary chịu thai Chúa Giêsu, Mary vẫn là người gái đồng trinh. Và một cái chi tiết khác mà chúng ta có thể nhìn thấy đó là một lời tiên tri khác ở trong bi chế đoạn 5 câu 1 Mi Chê đoạn 5 câu 1 nói như thế này Đây là lời nói rằng Hỡi Bethlehem Abrata Tức là nói về thành phố Bethlehem là Nơi Chúa Giêsu ra đời người ở trong hàng ngàn Juda Tức là hàng ngàn cái thành phố ở Juda rất là nhỏ Nhưng mà từ Bethlehem này sẽ ra cho một đấng cai trị trong Israel Và Chúa Giêsu chúng ta biết Ngài sinh ra tại Bethlehem những bức tranh như vậy cho thấy như thế này quý ông bà, anh chị em. Đức Chúa Trời dự định từ buổi sáng thế khi tổ vụ chúng ta thất bại, phạm tội và sau đó nhiều giai đoạn, nhiều giai đoạn, nhiều giai đoạn và cho đến bây giờ trở lại với galaxy đoạn 4 câu số 4 câu số 5. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bằng sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp để chụp những kẻ dưới luật pháp và cho chúng ta được làm công nuôi Vậy thì kế hoạch cứu rỗi của Chúa đó hàng ngàn năm bây giờ đã được thực hiện qua sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, sự giáng sinh của Chúa Giêsu nó không phải là tùy hứng. Nó không phải giống như là Ngài là Đức Chúa Trời Ngài đến thế gian không phải giống như một số các vị vua mà tự nhiên tối hôm đó ngủ không được tùy hứng thôi bây giờ bảo à, quan quân thôi bây giờ thay đồ cho vua để vua ra giả dân ra đi một dòng coi thử dân sự như thế nào họ sống ra làm sao không có tùy hứng như vậy ngài là một đức chúa trời ngài có quyền và ngài có một kế hoạch ngài dự báo từ hàng ngàn năm trước ngài chuẩn bị trải qua hàng ngàn năm và cuối cùng thì chúa giêsu đã ra đời tôi kể cho quý ông bà anh chị em những việc đó để chúng ta thấy thế này Đức Chúa Trời chúng ta ngày yêu thương, Ngài muốn cứu rỗi Nhưng mà Ngài đã định một kế hoạch Thì kế hoạch của Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại Chúng ta có thể làm nhiều điều, nhiều điều Để có thể làm hỏng kế hoạch của chúng ta Chúng ta có thể làm nhiều điều Cố gắng lái, lèo lái Vì đó theo chúng ta Nhưng tất cả những điều đó không bao giờ thành Nhưng mà chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời Ngài lập kế hoạch Ngài không bao giờ thất bại trước kế hoạch đó ở trong Matthew Esai đoạn 14 câu 24 chép như thế này rằng Đức Sư Hô Va Vạn Quân đã thề chắc rằng chắc thật Chúa nói gì vậy? Gì, gì? Chắc thật sự ta đã định sẽ xảy đến điều ta sẽ toan sẽ đứng vững Nếu Chúa định điều đó thì không ai có thể làm lệch đi được nếu Đức Chúa Trời đã mở không ai đóng được Và nếu Đức Chúa cần những cánh cửa Đức Chúa Trời đã đóng không ai thì mở được Bởi vì Đức Chúa Trời có quyền làm điều đó đọc lại điều để thấy thế này, Chúa nói rằng sự ta đã định thì sẽ đến, chúa định điều đó thì sẽ xảy ra, điều ta đã toan tức là điều đó ta dự liệu thì điều đó chắc chắn là đứng vững, không có ai làm sụp đổ được. ở trong Esai đoạn 46 câu số 11 Chúa nói như thế này rằng điều ta đã giao ra, điều ta đã rao ra thì ta sẽ hoàn thành, điều ta sẽ định ta cũng sẽ làm. Chúng ta đọc những câu đó để thấy rằng và yeah, đúng vậy, việc giáng sinh của Chúa Giêsu không phải là ngẫu nhiên, không phải là tình cờ mà là dự định của Đức Chúa Trời để cứu loài người. Và Đức Chúa Trời đã rao ra, Đức Chúa Trời đã định, Ngài đã làm thành những điều như vậy. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không có plan B. Đức Chúa Trời không có nói rằng ồ oh, bây giờ mình định như thế này nhưng mà lỡ như không được thì sao? Nhiều người chúng ta khi chúng ta làm một cái chương trình nào đó, chúng ta dự liệu một việc gì đó chúng ta nói rằng phải có plan A và blend B. Chúng ta làm cái việc này không được thì chúng ta phải làm cái khác. Chứ lỡ như không không lẽ không được bây giờ thôi luôn sao? Chúng ta sẽ cố gắng làm. Nhưng Đức Chúa Trời không có blend B, quý vị biết điều đó không? Rằng Đức Chúa Trời đã định thì Ngài có thể làm được. Cho nên vì, vì Ngài Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tế trị, Ngài khôn ngoan, Ngài quyền năng, Ngài dự định thì Ngài có thể làm được điều đó. Vì kế hoạch của Chúa không bao giờ thất bại đấng khôn ngoan và quyền năng đó cho nên đây là điều cho tôi với quý bạn cho em biết rằng chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa bởi vì Chúa không bao giờ thất bại có thể nhiều khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi giáo hội thậm chí tổ chức quý vị không thể nào tin cậy nơi mục sư cũng càng không tin cậy nơi những cá nhân những người lãnh đạo thậm chí những lãnh đạo chính quyền chúng ta không thể tin cậy bởi họ bởi vì họ cũng đã từng thất bại chúng ta thấy bao nhiêu người định dự định điều này điều khác hoàn toàn thất bại cho nên chúng ta có thể tin cậy Chúa của chúng ta bởi vì Ngài không bao giờ thất bại và chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta Mỗi lần có những lúc mà chúng ta cảm thấy bối rối trong lòng Không biết điều gì xảy ra Chúng ta suy nghĩ đủ điều Hãy tin một điều rằng Nếu Đức Chúa Trời đã bảo đảm để gìn giữ chúng ta trong Ngài, Hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa của chúng ta Và điều thứ hai chúng ta sẽ học thấy Về kế hoạch của Chúa đó là thế này Chúa có kế hoạch về sự Giáng sinh và vì vậy cho nên cái kế hoạch Giáng sinh của Chúa đó Ngài là cấp bao gồm của chúng ta ở trong kế hoạch Giáng sinh Bởi vì thế này Nếu Chúa có kế hoạch tốt đẹp như vậy Mà không bao gồm chúng ta thì cũng mất đi thôi Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài bao gồm chúng ta Ở trong Jeremy đoạn 1 câu số 4 Đây là lời của tiên Jeremy nói về mình Và tôi tin rằng điều này thực sự ra cho tất cả những người được sinh ra trên đời Jeremy nói như thế này Đức Giê-hô-va phán cùng tôi ta như thế này Trước khi tạo ngươi trong lòng mẹ Ta đã biết ngươi rồi Quý vị thấy đây là một điều nhiệm tuyệt vời Một điều nhiệm màu không rằng Trước khi chúng ta hình thành trong lòng mẹ của chúng ta Chúa nhìn thấy chúng ta rồi Đức Chúa Trời không không được bị ngăn trở bởi thời gian Chúng ta đó là chúng ta phải nghĩ rằng cái điều gì chúng ta thấy chúng ta mới biết rồi nó hiện hữu còn chúng ta chưa hiện hữu thì nó chúng ta không biết chúng ta chưa. Nhưng chúng ta không biết điều gì ngày mai tại vì chúng ta không biết điều gì hiện hữu vào ngày mai, nhưng trước mắt Đức Chúa Trời ngài nhìn thấy vào ngày mai. Cho nên khi cái câu này của Jeremy để nói cho tôi và quý ông bà anh chị em rằng trước khi chúng ta được hiện hữu trong lòng mẹ của mình đó thì Chúa đã biết chúng ta rồi. Một câu Kinh Thánh khác ở trong Thi Thiên 139 mà nhiều người trong chúng ta biết là khi mà David nói về cái quyền năng tể trị của Chúa đó ở trong câu 13 ông nói rằng vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, Chúa dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi đọc điều đó tôi thấy rằng Chúa không chỉ biết trước chúng ta khi chúng ta hiện hữu, nhưng mà sự hiện hữu của chúng ta là bởi sự nắng tạo của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên chúng ta cảm ơn Chúa thế này quý ông bà anh chị em cái sự thiêng liêng, cái sự diệu kỳ của một người hình thành trong lòng mẹ và ra đời đó là một điều hết sức thiêng liêng. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng cả thế giới, đặc biệt nước của chúng ta đang sống, người ta có những cái dự luật về vấn đề phá thai, người ta tìm mọi cách để ủng hộ việc đó và những người đã nói âm bà làng ngoài kia và cố gắng cổ suy cái phong trào đó và bảo rằng đó là cái quyền của con người. Nhưng chúng ta đã tước mất quyền của Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời hình thành một bào thai trong lòng mẹ. Người đó đã làm đến sự phạm tội cho nên xin đức chúa trời ngày cho chúng ta thấy rằng cái con người của chúng ta là một điều hết sức thiêng liêng hình ảnh đức chúa trời ở trong chúng ta bởi vì mỗi người như vậy mang một cái hình ảnh của đức chúa trời mà kinh thánh nói như vậy cho nên dù người đó là ai chúng ta là ai à, một sư rất warren ông nói một câu là có lẽ cha mẹ của chúng ta không dự định là sinh chúng ta có nhiều người gọi là bể kế hoạch đó theo cách nói bây giờ đó dự định là không sinh con nhưng mà somehow cuối cùng chúng ta có thai và sinh đứa con ra và chúng ta nghĩ rằng cha mẹ chúng ta hoặc là cả chúng ta không dự định sinh đứa con mình ra nhưng đức chúa trời lại dự định đức chúa trời đã đấng tể trị việc đó cho nên cái việc sinh ra của chúng ta đó nó không phải là cái quyết định của cha mẹ định rằng có nhiều cha mẹ khác khao nhưng đâu có phải cha mẹ để khác khao có một đứa con trong lòng cho nên đó là một cái ý tình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dự định như vậy. Và Đức Chúa Trời hình thành nó như vậy. Nếu con người ngày hôm nay chúng ta khác đi, chúng ta thấp, chúng ta cao, chúng ta đen, chúng ta trắng Chúng ta có những cái hình hài ngoài nó tốt đẹp hay là cách nào đó Người ta nhìn thấy chúng ta khác đi thì hãy hiểu thế này Quý ông bà, anh chị em đừng bao giờ mặc cảm về hình dáng của chúng ta Chúng ta không quyết định về hình dáng của mình Chúng ta không quyết định về hình hài của mình Đức Chúa Trời có quyết định điều đó Vì vậy cho nên không cần phải mặc cảm Chúng ta phải tự hào rằng tôi như thế này là bởi vì Đức Chúa Trời nắng tạo rồi tôi như thế này nếu có một cái trách nhiệm nào đó Chúng ta dùng theo cái chữ trách nhiệm theo, ở Trong ngoặc kép đó Thì điều đó thuộc về Đức Chúa Trời Bởi vì Đức Chúa Trời biết điều đó là tốt lành cho tôi Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa Vì sự sinh ra Chúa đã sinh ra cho chúng ta là như vậy Có một điều tôi biết là trong trường hợp mà trao cháu Julie, tôi biết là khi mà cháu đến từ Việt Nam, thì là một cái vùng ở rất là cao, ở trên công tâm, um, mình sẽ muốn nói điều này với con trong lời của Đức Chúa Trời rằng tất cả mọi người hiện hữu đó thật ra Đức Chúa Trời Ngài nắng tạo và Ngài biết tại sao người ngày Đức Chúa Trời nắng tạo người đó như vậy và trong trường hợp con có thể khác đi có nhiều người trong trường hợp nhiều cháu cảm thấy um, tôi cảm ơn Chúa về trong cái lời bức thư mà tôi đọc có quý ông bà anh chị em um, cháu bảo rằng nhiều người chúng ta không kỳ thì chúng ta không né tránh cháu trong một cái hình hài nó khác Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời thật ra điều đó là tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nắng tạo nên và tất cả mọi người làm những sinh linh thiêng liêng trước mặt Đức Chúa Trời. Dẫu rằng cái thể xác của chúng ta tồn tại trong cái thế giới này, này khoảng chừng vài ba chục năm, dù bảy chục năm, tám chín chục năm rồi nó cũng tan lụi cái linh hồn của chúng ta. Điều sâu thẳm thì chúng ta nó còn tồn tại. Cho nên cái điều quý báu ở trong con không phải là thể xác nhưng mà là cái linh hồn của mình, cái tâm linh của mình. Vì vậy cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời điều đó. Đức Chúa Trời ngày nắng tạo nên chúng ta. Cho nên hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về sự hiện hữu của chúng ta Cho nên đừng mặc cảm Hãy tự hào về Đức Chúa Trời nắng tạo chúng ta như vậy Vì bây giờ thế này Đó là Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta Bây giờ điều chúng ta phải tiếp theo nữa Chúng ta hiểu đó là thế này Bởi vì Chúa Giêsu sinh ra như vậy Nó liên hệ đến chúng ta Cái con người của chúng ta không phải là thể xác thôi Cả cái phần linh, phần hồn của chúng ta Để làm điều gì Ở trong Galatia đoạn 4 Câu 4, câu 5 có bốn thì chết như thế này tôi đọc lại có bốn rằng Nhưng khi kỳ hàng đã được trọn Đức Chúa Trời bèn sai con ngài bởi một người nữ sanh ra sanh ra dưới luật pháp và câu số 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được quyền làm con nuôi. Tất cả những người nào đứng trước luật pháp thì tất cả những người đó đều bị lên án. Dĩ nhiên điều này nói với người Do Thái trong cái cách họ biết luật pháp. Nhưng đối với những người không biết luật pháp cũng chết mất trong sự không biết luật pháp. Nhưng mà nếu luật pháp, người, chúng ta, những người biết luật pháp hoặc không luật pháp, đứng trước luật pháp đều bị lên án và chết mất. Cho nên khi Bệnh Thánh nói rằng Chúa Giêsu sinh ra là để cứu chuộc chúng ta và ở phía cái chữ sau đó là để cho chúng ta được quyền làm con nuôi. Ở trong câu số 6 thì chắc thế này rằng lại vì anh em là con. Tôi trở lại cái chữ con nuôi một chút xíu đó là cái chữ con nuôi như chúng ta biết rằng con nuôi mà kinh thánh nói đó không phải là là second class chứ là cái nhóm thứ hai ở trong gia đình nhiều người việt chúng ta đó là xin một đứa con nuôi về đó thì chúng ta nghĩ rằng uh, con nuôi nó cũng nuôi cho nên cái xa nó làm đại được con ruột của mình mới là quý nhưng mà đúng theo cái luật pháp lúc bây giờ mà Paulo dựa vào để nói đó là người la mẹ đó là khi một đêm một đứa con vào nhà đó nên bằng dù mình nuôi nó mà nó cũng nuôi thôi nó đã có tư cách giống như một đứa con ruột giống như xã hội chúng ta sống ở mỹ ngày hôm nay nếu quý vị adopt một đứa, đứa, bé bất kỳ nó vào trong nhà chúng ta mà trở thành đứa con của chúng ta, luật pháp bảo vệ quyền lợi của nó giống như đứa con ruột của chúng ta. Cho nên sở dĩ mà Phaolô dùng chỉ con nuôi theo cái nghĩa là chúng ta là người ngoại nhưng được đem vào gia đình của Đức Chúa Trời. Ông à, mới nói như vậy, bởi sự giáng sinh của Chúa chúng ta được đem vào nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong câu số 6 thì nói như thế này rằng lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai thánh linh của Ngài vào lòng của chúng ta để chúng ta kêu rằng a ba cha, chúng ta là con của Chúa cho nên thánh linh của Chúa ngự trong lòng của chúng ta. Vì vậy cho nên rằng thánh linh của Chúa ở trong chúng ta, Ngài ngự trong chúng ta, chúng ta có phần ở trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài làm ơn Ngài dẫn dắt trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý hòa anh bạn chị em thấy thế này, chỉ có việc Chúa Giêsu sinh ra chúng ta mới có được điều đó. Cái kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc Chúa Giêsu sinh ra để chúng ta ở trong cái kế hoạch đó, cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, hãy hãy biết ơn Ngài bởi vì Chúa đã làm nhiều điều cho đời sống của chúng ta, Chúa bao gồm chúng ta trong kế hoạch của Ngài. Cho nên việc quý anh chị em tin Chúa, việc quý anh chị em đến nhà thờ, việc quý vị nghe lời Chúa trong buổi sáng hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Tất cả mọi việc trên đời sống chúng ta chúng ta nghĩ là ngẫu nhiên, nó không hề ngẫu nhiên chút nào hết, nó nằm ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Uhm hơn 10 ngày trước khi chúng tôi gặp gia đình của cô cô Joy và cháu thực ra thì thực đó, đó đó không phải là đối với chúng ta là tình cờ tình cờ là tại vì nghĩ rằng ông có người việt trong vùng tình cờ là tại vì cô đi qua bệnh viện ở Dallas cho nên liên lạc một số hội thánh liên lạc anh chị em nào đó để biết để có thể hốt sạo vài tuần như là tình cờ chúng ta biết đến đúng trong cách nghĩ của chúng ta nhưng trước mặt đức chúa trời điều đó không tình cờ Ngài sắp đặt để chúng ta có cơ hội để hầu việc Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt để chúng ta có cơ hội yêu thương, chăm sóc Ngài sắp đặt để chúng ta biết những người như vậy để chúng ta có thể cầu nguyện Hai tuần trước đây chúng ta không biết họ để có thể cầu nguyện cho họ Và vì vậy cho nên quý ông bà, anh chị em Tất cả mọi việc ở trong tay của Đức Chúa Trời Cho nên khi họ ở đây, khi chúng ta chia có cơ hội chia sẻ Tất cả những điều đó là Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta ở trong kế hoạch của Chúa Vì vậy cho nên chúng ta phải kết luận như thế này về điều này rằng Chúa cứu chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời, Ngài sử dụng chúng ta, Ngài tiếp chúng ta trong cõi đời đời, kế hoạch của Đức Chúa Trời chưa xong trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta hãy cảm tại Chúa bởi vì Ngài bao gồm chúng ta trong kế hoạch của Ngài. Cho nên anh chị em nếu chúng ta muốn biết nếu trong người nào nghe tôi hôm nay ở trong nhà thờ này chưa dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời làm con của Đức Chúa Trời là chúng ta thiếu mất cái phần quan trọng liên quan đến chúng ta nên xin Chúa cho chúng ta tin Chúa thuộc về Chúa vì Chúa có kế hoạch cho đời sống của chúng ta. Vậy thì kế hoạch đó là gì? Ngài báo rằng ngày đêm chúng ta vào nhà Chúa là một phần trong kế hoạch của Chúa thì chúng ta phải sống xứng đáng trong kế hoạch của Chúa. Phaolô nói như thế này với người Galati. Ông nói với lòng sự bực bội của ông khi mà ông nói xong về cái việc đó là Anh em ơi, được Chúa đem vào Các anh làm con của Chúa, thánh linh của Chúa Ở trong anh em, anh em gọi Chúa là Daddy, là Abba, là cha Anh em là con của Chúa Mà thế này, ở trong câu số câu số 8 Nếu quý vị có cái thánh đọc đó Thì nhìn vào đó tôi muốn đọc Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời Chỉ hết làm tôi các thần vốn không phải là thần Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời Lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa Sao còn trở hướng về lề thoái hèn yếu nghèo nàn mà suy phục nữa ư ừ, anh em hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư ừ, tôi cho anh em tôi lo cho anh em e rằng tôi đã làm việc cách vô ích chị anh em ông nói như thế này tất cả những điều anh em đã chết mắt trong tội lỗi mình rồi không biết chúa không có hy vọng gì hết bây giờ anh em biết chúa lòng con của chúa là chẳng lại bây giờ anh em trở lại với việc đó tại sao lại anh lại bỏ chúa để làm những việc này việc khác như vậy tại sao ông giận quá ông nói như vậy Ông bảo rằng Đức Chúa Trời đã cho anh em một đem bao gồm anh em trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vậy thì hãy sống theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Hãy sống, tại sao phải, phải dị đoan giữa ngày tháng năm sống như cái lối cũ mà không biết chúa gì hết như vậy. Và ông giận họ. Ông nói cái giọng để quý vị đọc riêng tư một chút xíu, đọc mà diễn cảm một chút xíu sẽ thấy cái bực bội của một người hầu vị chúa sau bao nhiêu năm dạy bây giờ những người đó quay trở lại đẹp sông cũ. Thưa quý ông bạn, chị em, có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mình theo Chúa mình đâu có đi coi ngày tháng năm gì đâu. Chúng ta không gì to gì đoan để làm điều đó. Nhưng có thể chúng ta không gì đoan, không tin sàm. Nhưng đôi khi đời sống của chúng ta, cách sống của chúng ta không phản ảnh được kế hoạch của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta chúng ta phải sống theo kế hoạch của Chúa của cho em nghĩa là Đức Chúa Trời ngày ngày, ngày cứu chúng ta ngày chuộc chúng ta làm con của Đức Chúa Trời thì ngài muốn chúng ta sống theo kế hoạch của ngài và đây là kế hoạch của Chúa tôi chia sẻ với bạn cho em Còn cái thánh đó nói rất là nhiều điều khi ngài kêu gọi một người làm con của Chúa hãy sống ở trong Philip đoạn 2 câu số 15 chết chúng ta này hãy trở nên con cái Đức Chúa Trời khi mà chúng ta làm con của ngài ở trong cái kế hoạch của Chúa rồi đó không viết không tì không chỗ trách được lại giữa dòng dõi đó Tức là hãy sống thế nào thiện lành trước mặt Đức Chúa Trời và ở giữa thế gian như vậy hãy giữ lấy đạo sự sống và chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Hãy sống một đời sống mà con cái của Đức Chúa Trời làm cho người khác thấy Chúa qua đời sống của chúng ta. Chiếu sáng cách nào? Chiếu sáng là hãy yêu thương người khác như Chúa yêu thương chúng ta. Hãy Giáng sinh là mà tôi nói với các cháu một cái trái tim đó thực sự đó là mỗi giờ là Giáng sinh đó thì chúng ta hãy nghĩ đến việc này Sở dĩ mà có sự Giáng sinh là tại vì có tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta Chẳng hãy yêu thương người khác Chúng ta hãy nhớ rằng thế giới này đầy những người nghèo khổ Chúng ta may mắn là có việc này, điều này, điều khác giữa thế giới này Nhưng ở chung quanh chúng ta rất là nhiều người nghèo khổ Có lẽ nhiều người đúng chúng ta biết trong những ngày tháng này Mà khi chiến tranh mà nổ ra mà tàn nát ở tại Ukraine những dân làng hoàn toàn vô tội trong những cái mùa đông kinh khủng ở tại Ukraine nó lạnh hơn chúng ta rất là nhiều, tuyết nó rất là nhiều giống như bên Nga như vậy, trong những ngày này và những ngày sắp tới họ không có điện, không có sưởi. Chúng ta có thử tưởng tượng chúng ta sống ở tại đây mà không có điện thì quý vị nghĩ thế nào? Mà chúng ta đây còn còn ấm hơn họ rất là nhiều. Vì vậy cho nên có những cái mảnh đời có những sự khổ cực như vậy, Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương những người đó, những người không khổ đó. Ờm um, chúng ta nghĩ về làng tôi có cơ hội nói chuyện với cô Joa về cái chỗ họ sinh sống cái làng tôi, tôi lớn lên trong một cái làng cũng nghèo nhiều chục năm trước và khi mà tôi nghe cô kể chuyện về cái làng họ sống như thế nào tôi nói, đến giờ này sau nửa thế kỷ vẫn nghèo hơn cái lúc mà tôi nghèo ở làng nghèo của tôi họ ăn lá khoai mì đó tôi không biết ai cũng vị đã bao giờ thử chưa một cái điều hết sức là khủng khiếp mà tôi không hình dung ra mà cô bảo rằng giả 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 như vậy cái nấu với nước tôi nghĩ rằng có rất là nhiều cuộc đời như vậy và chúa đã ban cho chúng ta cơ hội hôm này chúng ta hãy làm một cái điều gì đó với tầm yêu thương tình yêu thương đối với những cuộc đời như vậy cho nên đó là cái con cái của chúa chúng ta chiếu sáng bằng cách nói tin lành cho người khác Chúng ta chiếu sáng bằng cách mời những con cái chúa khác đến nhận, những người khác đến nhà thờ. Tôi khích lệ quý ông bạn chị em sau những mùa dịch chúng ta không có cơ hội làm điều này. Chúng ta nghĩ rằng, ô chắc là xong rồi, nhưng không xong. Kế hoạch Đức Chúa Trời chưa xong trong hội thánh của Chúa và chúng ta. Hãy chia sẻ phục âm của Chúa. Cái ngày lễ Giáng sinh đó, thường là ngày, ngày lễ dễ mời nhất đúng không? Quý vị không tin thì quý vị hỏi những người bạn coi. Tại ngày người Việt Nam mình ngày lễ lớn là cứ đi. Và đó là cái cơ hội, dĩ nhiên cái sự hiếu kỳ của họ nhưng mà là cái cơ hội của chúng ta cho nên hãy nói tin lành cho người khác bởi vì họ có thể được cứu như chúng ta nhiều người cho chúng ta tại đây tin Chúa là tại vì có một cái lễ Giáng sinh nào đó sự tò mò của chúng ta một sự giúp đỡ nào đó của người khác hãy làm điều đó hãy hiến dân những điều chúng ta có hãy bỏ những điều mà chúng ta có thể có bởi vì Chúa đã bỏ cho chúng ta cho nên quý ông bạn chị em chúng ta đang sống trong một đang sống theo kế hoạch của Đức Chúa Trời là như vậy cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể nói như Phaolô rằng tôi sống không phải tôi sống nữa nhưng tôi nhưng Chúa sống trong tôi đó là sống trong kế hoạch của Chúa hãy cảm ơn Chúa về cái kế hoạch tuyệt vời của Chúa cho chúng ta và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể sống trong kế hoạch của Chúa bây giờ tôi sẽ, tôi nhắc lại ba điều mà chúng ta học với nhau hôm nay trong cái kế hoạch khôn ngoan đời đời của Đức Chúa Trời hãy nhớ điều này hãy tin cậy nước quyền tế trị của Đức Chúa Trời nếu Chúa có kế hoạch của Ngài, Ngài không bao giờ thất bại. Có thể nhiều người cho chúng ta đi ngoài kế hoạch của Chúa, chúng ta phá hỏng. Những Đức Chúa Trời không bao giờ hỏng kế hoạch của Ngài. Có thể đời sống của chúng ta bị hỏng. Những Đức Chúa Trời không bao giờ bị hỏng kế hoạch của Chúa. Hãy tin cậy Chúa. Điều thứ hai đó là hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài bao gồm chúng ta trong kế hoạch đó. Nếu Chúa không bao gồm chúng ta, bây giờ chúng ta chết mất rồi không có hy vọng. Quý vị biết điều đó không? Vì vậy cho nên cảm tại Chúa sự giáng sinh của Chúa đã đem chúng ta vào Chúa và điều thứ ba đó là Chúa xin Chúa cho chúng ta hãy sống theo kế hoạch của Chúa. Chúa cứu chúng ta không phải chỉ chỉ tổ chức giáng sinh rồi ăn lễ đầy đủ như vậy. Đó là điều hãy tận hưởng nhưng mà nó không phải là tất cả hoặc là thậm chí nó rất là nhỏ so với cái điều lớn lao để Chúa trời dành cho chúng ta. Cho nên tôi muốn dùng điều này với quý ông bà anh chị buổi sáng hôm nay để chia sẻ với nhau để nhắc là ôi Chúa xin giúp con để con có thể sống trong kế hoạch của Chúa để chiếu sáng Chúa bằng nhiều cách khác nhau trên đời sống của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa vì nhiều anh chị em đã làm điều đó. Tôi biết những cái việc đó trong những ngày vừa qua và tôi mong rằng Đức Chúa chúng ta sẽ tiếp tục sống điều đó bởi vì đó là lý do chúng ta cảm thấy một cái ý nghĩa thực sự. Chúa cứu chúng ta để chúng ta sống trong đời này. Tôi mời tất cả mọi người đứng lên chúng ta cầu nguyện. Hãy nói với Chúa là cảm ơn Chúa rằng Chúa ơi con cảm ơn Chúa vì Ngài có kế hoạch đó và Ngài bao gồm con trong kế hoạch của Chúa khi Ngài cho con có cơ hội biết về Chúa để có thể tin nhận Ngài. Và bây giờ con biết rằng kế hoạch của Chúa chưa xong đối với con.